Quý vị và các bạn thân mến, triển vọng ngày càng tích cực về vaccine ngừa COVID-19 đã phủ bóng đen lên thị trường vàng và đã khiến giá kim loại quý này tiếp tục đi xuống. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng mùng 10 tháng 12 năm 2020, và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng tại thị trường vàng thế giới ngày hôm qua đang được niêm yết ở mức 1870,9 đến 1871,9 USD trên ounce vào phiên sáng. Trong phiên sáng sớm ngày hôm qua ngày 9 tháng 12 theo giờ Việt Nam, trên sàn giao dịch điện tử Kitco, theo ghi nhận, giá vàng có lúc đã tăng 8,9 USD so với chốt phiên trước đó giao dịch ở mức 1870,9 đến 1871,9 USD trên một ounce. Như vậy, so với mức đóng cửa của thị trường vào cuối tuần trước ở quanh ngưỡng 1840 USD trên ounce, giá vàng trên thị trường thế giới đã tăng tới khoảng 30 USD chỉ sau một ngày giao dịch. Giá vàng cũng đã tăng gần 50 USD chỉ trong 2 ngày, cho thấy sự phục hồi của giá vàng vẫn chưa cạn kiệt. Giá vàng tại thị trường vàng thế giới dao động nhẹ gần mức cao nhất trong vòng 2 tuần do USD sụt giảm và giới đầu tư kỳ vọng vào các gói kích thích tài khoá bổ sung nhằm hỗ trợ khôi phục nền kinh tế do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Thị trường đang chờ đợi thông tin từ cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong bối cảnh thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý đồng thuận bổ sung gói cứu trợ kinh tế 908 tỷ USD và xem xét dự luật chi tiêu 1,4 nghìn tỷ USD. Với thứ 6 này được coi là thời chót để tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Nếu những vấn đề trên được thực hiện hóa, nghĩa là một lượng lớn USD sẽ được bơm ra thị trường, làm tăng kỳ vọng lạm phát, khiến USD giảm giá và là yếu tố có lợi cho giá vàng. Bước sang đến phiên giao dịch trưa ngày 9 tháng 12, giá vàng trong nước cũng quay đầu giảm theo thị trường của giá vàng thế giới khi thông tin vaccine COVID-19 chính thức được tiêm chủng trên diện rộng. Cụ thể, tại thị trường vàng thế giới, lúc 9 giờ sáng, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1867 USD trên 1 ounce. Và đến khoảng lúc 15 giờ ngày 9 tháng 12, giá vàng thế giới đã tụt xuống dưới ngưỡng 1860 USD trên 1 ounce. Với một số ý kiến của giới đầu tư cho rằng, khi vaccine ngừa dịch bệnh COVID-19 đang được chính thức tiêm trên diện rộng sẽ sớm phục hồi nền kinh tế toàn cầu và tác động tiêu cực đến giá vàng. Theo các nhà phân tích, triển vọng các gói kích thích kinh tế bổ sung là một yếu tố hỗ trợ tích cực cho đà tăng của giá vàng. Hiện tại, vàng đã vượt mức kháng cự 1850 USD trên ounce, một tín hiệu lạc quan cho người đang nắm giữ vàng. Nhưng vào thời điểm hiện tại, bước sang phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2020, cụ thể vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng thế giới tiếp tục quay đầu giảm mạnh và hiện đang được giao dịch quanh ngưỡng 1831,79 USD trên ounce. Hiện đã mất khoảng gần 40 USD trên một ounce và tương ứng với mức giảm là gần 2%. Việc vaccine COVID-19 sẽ là yếu tố tiếp tục tác động tiêu cực đến vàng trong tháng cuối cùng của năm 2020. Thông tin khả quan này đã khiến không ít nhà đầu tư nhìn nhận sức khỏe kinh tế thế giới sớm bình phục và từ đây sẽ giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng, đẩy giá vàng đi xuống. Hai yếu tố trên chính là điều mà nhiều người lo ngại về độ rủi ro của thị trường vàng. Vaccine phòng COVID-19 đang ngày càng tốt lên, còn các quỹ đầu tư có thể bán ra bất cứ lúc nào, khi đó giá vàng có thể giảm không phanh. Quý vị và các bạn thân mến, quay sang với thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng SJC tại khu vực Hà Nội được công ty cổ phần SJC Sài Gòn niêm yết và giao dịch ở mức 54,70 đến 55,27 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết và mua bán ở mức 54,91 đến 55,38 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng SJC trên hệ thống Phú Quý niêm yết giao dịch mua và bán ở mức 54,90 đến 55,40 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Giá vàng Doji trên thị trường Hà Nội giao dịch mua và bán ở mức 54,80 đến 55,40 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 10 tháng 12 năm 2020. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn: SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 5.465.000, bán ra 5.520.000. SJC Hà Nội mua vào 5.465.000, bán ra 5.522.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.461.000, bán ra 5.519.000. Doji Hà Nội mua vào 5.460.000, bán ra 5.530.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 5.460.000, bán ra 5.520.000.
tại hệ thống phú quý SJC, mua vào 5.485.000, bán ra 5.535.000, tại vàng Huy Hồng, mua vào 5.490.000, bán ra 5.515.000, Bảo Tín Minh Châu, mua vào 5.485.000, bán ra 5.530.000. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Đầu tiên, ngân hàng Eximbank mua vào 5.465.000, bán ra 5.515.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.475.000, bán ra 5.525.000. Một số giá vàng khác tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. Pin Di nhẫn 24K mua vào 5.385.000, bán ra 5.435.000. Nhẫn STC 24K mua vào 5.365.000, bán ra 5.420.000. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.356.000, bán ra 5.426.000. Nhẫn phú quý 24K mua vào 5.340.000, bán ra 5.420.000. Pin Di nữ trang 24K mua vào 5.325.000, bán ra 5.405.000. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào 5.310.000, bán ra 5.400.000. Pin Di nữ trang 18K mua vào 3.929.000, bán ra 4.069.000. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên, SJC Đà Nẵng mua vào 5.465.000, bán ra 5.522.000. SJC Nha Trang mua vào 5.464.000, bán ra 5.522.000. SJC Cà Mau mua vào 5.465.000, bán ra 5.522.000. SJC Bình Phước mua vào 5.463.000, bán ra 5.522.000. SJC Huế mua vào 5.462.000, bán ra 5.523.000. STC Biên Hòa mua vào 5.465.000, bán ra 5.520.000. STC tại khu vực miền Tây mua vào 5.465.000, bán ra 5.520.000. STC Quảng Ngãi mua vào 5.465.000, bán ra 5.520.000. STC Long Xuyên mua vào 5.467.000, bán ra 5.525.000. Tiếp theo là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bù số 9 từ 1 đến 5 chỉ, chiều qua 5.370.000, bán ra 5.425.000. Vàng bù số 9, chiều qua 5.335.000, bán ra 5.405.000. Vàng 24K, chiều qua là 5.251.000, bán ra 5.351.000. Vàng 18K, chiều qua là 3.869.000, bán ra 4.069.000. Vàng 14K mua vào là 2.966.4000, bán ra 3.166.4000. Vàng 10K mua vào là 2.069.1000, bán ra 2.269.1000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.